cho tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một món bánh miền Tây, đó là bánh giá. Bánh giá chúng ta có thể ăn kèm với rau sống và nước mắm chua ngọt, ăn rất là ngon. Bây giờ chúng ta cùng vào bếp để làm món bánh giá nha các bạn. Và đây là nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn để làm món bánh giá nè các bạn. Mình có một bịch bột kẹo 400g và 200g giá, 200g đậu xanh mình đã luộc chín và 500g tôm, 500g nước cốt dừa và 100g đậu phộng mình cũng đã luộc chín nha các bạn, 300g thịt heo và 200g gan heo, hành băm nhuyễn, tỏi băm nhuyễn, 2 quả trứng vịt và 200ml nước đậu nành. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi trộn bột làm bánh nha. Chúng ta sẽ cắt bột đổ vào thau và đập 2 quả trứng vịt bỏ vào luôn nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đổ phần nước đậu nành vào luôn và đổ phần nước cốt dừa vào. Chúng ta sẽ bỏ hành lá vào và một ít muối, một ít bột ngọt. Bây giờ chúng ta bắt đầu quậy cho bột đều lại với nhau. Bột mình đã trộn xong rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi bắt chảo lên để chúng ta xào thịt nha. Chúng ta sẽ đổ một ít dầu vào chảo. Sau đó chúng ta sẽ bỏ tỏi băm nhuyễn vào. Chúng ta phi đến khi nào tỏi vàng thì chúng ta bỏ thịt vào xào. Yeah, tỏi mình đã phi vàng rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ thịt vào xào. Chúng ta sẽ bỏ gan heo vào xào chung với thịt luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ cho một ít bột ngọt vào, một ít muối và thêm một ít tiêu nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu xào thịt. Chúng ta xào thịt không cần xào lâu quá nha các bạn, chỉ cần xào 5 phút là được nha. Dạ, thịt mình đã xào được 5 phút rồi, bây giờ mình sẽ đổ qua dĩa. Rất là ngon luôn nè các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi chiên bánh nha các bạn. Chúng ta sẽ bắt chảo lên và cho dầu vào chảo. Chiên bánh giá thì chúng ta cần sử dụng dầu nhiều nha các bạn. Mình sẽ dùng cây giá để chiên bánh nha. Và trước khi chiên các bạn nhớ làm nóng cây giá rồi hả đổ bột lên trên giá nha. Sau khi đổ bột xong thì chúng ta sẽ lắc cho bột dính vào khắp cây giá và chúng ta bỏ một ít thịt lên, một ít giá lên và một ít đậu xanh, thêm một ít bột lên trên
Tiếp theo chúng ta sẽ lấy con tôm bỏ lên trên và bỏ thêm một ít bột và lấy thêm vài hạt đậu phộng bỏ lên và cũng thêm một ít bột lên nữa nha các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu bỏ vào chảo dầu để chiên. Nhìn rất là ngon luôn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đẩy bánh ra cho các bạn xem nha. Mình sẽ bỏ bánh ra khỏi giá rất là dễ dàng luôn nè các bạn. Và tương tự như vậy thì chúng ta sẽ chiên hết phần bột luôn nha các bạn. Khi chiên bánh thì các bạn nhớ chở bánh thường xuyên để bánh chín đều và bánh không bị két nha. Bánh nhìn rất là ngon luôn nè các bạn. Bánh giá ăn giòn giòn và béo béo của nước cốt dừa và đậu nành ăn rất là ngon luôn đó các bạn. Các bạn làm ăn thử nha. Bây giờ bánh đã chín rồi, bây giờ mình sẽ gấp bánh lên. Wow, nhìn rất là ngon luôn nè. Và như vậy thì mình đã chiên bánh xong rồi, bây giờ mình sẽ bỏ qua dĩa nha. Bánh giá chúng ta có thể ăn kèm với rau sống và nước mắm chua ngọt, ăn rất là ngon luôn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt bánh ra cho các bạn xem bên trong của bánh như thế nào nha. Rất là giòn và bên trong rất là ngon luôn nè các bạn. Và như vậy món bánh giá mình đã thực hiện xong rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp các bạn ở video lần sau nha. Bye.